rồi rồi nãy nãy chạy về đi làm được về được bao nhiêu tiền rồi anh? Làm qua nay 700 mấy. Không, hồi nãy kìa. Nãy giờ. Ừ, tính giờ nãy coi. 2 tỷ. Là 300. Là chạy mấy cuốc? Giờ 4 bằng 6 cuốc. Là 6 cuốc là được nghiên cuốc 50. À, là cuốc 50.000. Là thì được 6 cuốc. Rồi là ngon rồi đó. Nhưng mà sốc khỏe mấy được như tiền sốc được ở tận mua. À, là coi như là công việc này có đều không anh? Hôm qua đi hôm qua mua thùng sữa. À. Giờ có tiền thì mua đồ ăn đủ. Vậy, vậy là có công việc mình chạy gì nó có đều không? Đều chứ, ngày nào đều. Giờ chả không kịp hết kìa. Ngồi vô ngồi test thử cái bàn của con thấy coi sao. Nó có học đâu mà test. Ngồi thấy coi cái này nó có êm không? Hư bàn. Mình đâu có leo lên bàn mình ngồi đâu. Nè, này có giờ chạy đúng giờ không? Này mấy giờ rồi? 5:37. À đúng rồi. Đúng giờ này nè. Đó là 3:35 nè. Đó là có đồng hồ này là mấy đứa coi giờ là anh giờ anh cũng coi giờ được luôn cái này chứ. Đúng không? Có cái giờ để coi. Ấp được. Đó. Cái đèn hiện đại mà ấp được hết á. À đúng rồi, nhắc mới nhớ. Cái này anh thiết kế cho con bé nó có cái chui cắm điện đi. Chỗ này không có chui cắm điện nè. Bây giờ thiết kế cái đường ổ điện cắm bên này nè. Nó để cho có chỗ để cắm điện rồi để bật cái đèn lên nè. Bây giờ có ghi bài học bài không anh? Rồi coi bé nó có ghi bài chưa? Ồ. Đó, ở đây nữa nè. Bên này nè anh. Chỗ này nữa nè. Hôm nay mấy đứa nó ngồi á. Mấy đứa nó ngồi vô nè. Thấy chưa? Có cái cặp luôn. Ghê chưa? Đó này nè. Nè anh. Thấy gì chưa? Đó, mở ra luôn nè. Ngon lành không? Quá dữ luôn. Ôi, ôi gì mà nó kia kìa? Chạy ra cho nó. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Tới công chuyện gì nữa vậy? Rau đốt áo luôn rồi. Này này ơi, ôm ba la xì bồ. Trời ơi. Ôm ba la xì bồ áo. Đốt áo rồi. Rồi xong. Con là con bó cái áo rồi. À, con bó cái áo mất tiêu rồi. À, cái xong cái này cái là cái nó thành áo mới rồi. Cái áo mà bị rách bên tay trái tay phải gì nè, có cái lõm nè. Rồi xong. Rồi xong. Xong phim luôn, biến lớn luôn rồi. Biến lớn luôn. À con. Đây là biến lớn luôn rồi. Đốt cái áo này đi là coi như là sẽ có những cái áo mới, con vợ mới trở về, con ra đóng cửa lại khói chạy. Khói quá, khói quá, khói quá, khói quá. Khói quá, chạy 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 chạy. Không không không. Đó, quay khúc vậy là cho cô chú anh chị xem là biết rồi đó. Thấy không? Rồi bây giờ là cô chú hỏi nó nói là coi như là tại sao anh em lại cứ mà quay phim mà để cho anh Nhật bận có một cái áo một à. Thì sự ra là hãy không phải là để cho anh Nhật bận một cái đâu. Mà coi như là ảnh kêu là thôi thì cứ bận một cái đó đi. Đó, ảnh cũng bị nói nữa nó rất nhiều luôn. Thì bây giờ là cái áo thực sự là cũng rất là lâu rồi. Theo anh, theo chỗ của anh Nhật nói là cái áo đó là ít nhất gì á là cũng gần 2 năm rồi. Được 2 năm là ảnh bận gần 2 năm rồi đó. Nhưng mà bây giờ là cũng như là cũng được cô chú anh chị hỗ trợ cho cũng rất là nhiều những cái áo đẹp khác. Thì từ đây trở về sau thì chắc cú rằng hãy tin chắc rằng là chỗ của Nhật sẽ bận thật là nhiều những áo đẹp, những áo mới và sẽ không để cho một số người khác nói ra nói vào là hả cái đó làm đồ vẽ con. Ừ, cái đó làm đồ vẽ chà. Ừ đó, chứ mà cứ nói rằng là bận có một cái áo mà đưa anh em lên để câu like câu view, thì sự ra khi mà tụi em á, ghi hình lên á là cũng muốn có được cái tí view tí like để có được cái số tiền để đổi tiền xăng, đó là điều đó là tất nhiên rồi. Nhưng mà kêu mà để mà bận một kêu bắt anh nói là bắt anh Nhật bận con cái áo để quay, thực sự là không phải nha cô chú anh chị. Còn bây giờ nè thì quay cho cô chú anh chị xem là anh Nhật bây giờ là có một cái áo đó. Áo mới liền luôn. Nhất. Ôi. Ôi bé xuống nè, bé xuống cho chú Hải ra ngoài xíu nè. À. Mặt mồ hôi không ạ? Đó. Mùi mồ hôi của thằng này. Có cái áo mới liền thấy không? Đó. Trời ơi. Đó là ta nói là ta được cái áo đẹp liền. Có cái áo xanh nó là lâu lắm, mùi là mấy năm, 3 năm nữa, 3 năm nữa. Áo đó là áo cưới vợ mà.
áo xanh là lâu nhất hả anh? Áo đỏ không là riêu đó. À đốt đây cho nó nghe mùi mặn mặn, nghe mùi mặn mặn. Đó giờ xong cái thay được có bộ áo mới nhìn đẹp không? Đó cho những cái người mà cũng như là nói rằng là anh em cứ đem cái áo của Nhật ra để câu like câu view rồi nói này nói kia. Thì làm thì không có ngày nào có công đâu. Đấy đi tối ngày thấy ha. Dạ. Làm xì măng bụi bặm như vậy cắn rồi móc meo không gì đấy. Thế này thì mặc áo ấy vô làm cái gì đúng không mọi người? Mới chi? Mà họ không hiểu được là mình có đi làm hay không. Em có đi chơi đâu mà mặc là mới. Thì họ cứ nói rằng là ở nhà này chắc có khả năng là cứ thấy anh em quay phim là mặc quần áo đó vô. Mà nó chạy xe thì toàn lúc bay cho mọi người đó là người ta kêu là bây giờ là mùa nắng vô cái mùa vụ người ta xây nhà nhiều á là người ta chở vật liệu rất là nhiều. Ngày nào cũng đi như vậy cũng kiếm cũng được tiền. Mà mặc quần áo sạch vô làm cái gì? Như nãy cứ chạy bên kia nó hứa mình về về nó chạy bên kia tới 6 giờ cái gì. Chạy chỗ kia. Là như là mất cuốc á hả? Không có đợi gì giờ đó mai chở không sao. Chả là mã cái vụ vô. Đấy, anh thấy rất là nhiều bình luận cứ nói sao em mặc cái áo rách hoài mà lần nào lên cũng vậy. Thì người ta cứ nghĩ này nó hết sớm đi rồi có khi nào mặc ngày nào mặc đồ sạch không? Ừ. Còn dắt gì đi tối ngày mình cũng ai nhà đâu mà mặc đồ sạch. Làm phải đi chơi đâu. Thì người ta cũng còn nói như thế này là do em không chịu trải chuốt cái bản thân em rồi vợ nó chán nó đi. Chung em muốn làm cái tiền nó chán cũng đi làm đại không thiết mệt cứ tiền cho con ăn là liền tốt nhất. Bây giờ mình bật mic được không? Nhưng vẫn thu vô được mà. Không biết có thu vô. Thu vô giờ bật lại vẫn thu vô. Từ nãy giờ là tao không bật mic không biết mọi người có coi được không chứ là tao ấm bala sibo atamala kaha rồi. Còn nếu mà bây giờ mà không có tiếng coi được á thì coi như cho cô chú xem hình. Không có tiếng cái đầu này để tao kiểm tra lại coi nè. Rồi bây giờ coi như là đó là mấy cái áo vậy anh Lực, nãy anh đem ra là mấy cái? 3 cái. Coi như là 3 cái áo là coi như là nói rằng là hay ghi hình nó thường xuyên á. Là bây giờ coi như là đã cháy hết rồi. Xong rồi. Là coi như bây giờ là chỗ anh Nhật đây là coi như là sẽ là có áo mới luôn. Để bất công là người ta khỏi nói tới nó luôn nữa. Hả? Bỏ gàng luôn. Cháy hết rồi đó. Đốt luôn đi. Cháy sạch rồi. Đốt luôn đi anh, bỏ vô luôn đi. Cái mà không, nó hôi lắm cái này để tối đi. Để tối đi thì mình đốt chứ giờ mà đốt vô nó hôi rinh nè. Không còn gì nữa rồi ha. Rồi giờ là cháy sạch sẽ rồi đó. Khỏi bị nói là có cái áo bằng ngoài. Rồi thì ngày mai á là em còn cái này. Rồi còn cái nào nữa không? Thì phải lấy áo mới ra mặc chứ sao đúng không? Thì lấy một cái áo mới ra mặc rồi em chạy khoảng 2 ngày. Rồi em cho cô bác đó xem cái áo nó ra hình thức như thế nào là cô bác biết liền à. Rồi một ngày một. Những ai nói mà thấy là mọi người sẽ biết được là nó sẽ ra cái hình thức như thế nào. Nói như mấy cái bên đó không? Áo bị phù lùi, sáng đẹp đâu mà. Đó, thì làm mua không mà phải là làm sạch sẽ như làm nhân viên công máy bay đâu. Sạch. Có ngày hôm đá, cát, bụi, sình, xi măng không mà sạch đâu sạch. Mà cũng ngộ với người đó nói vậy chi hen. Mình vô làm mới biết được. Đó là những đúng người rồi. Còn một số người thì họ cũng thương em. Họ nói rằng là thôi thì mua cho nó lên vài bộ quần áo lao động. Đổi thế giới rồi. Ai làm cắt đá chở vật liệu xây dựng có người nào sạch không? Như vậy thôi. Nếu ai nó sạch đi em cho em gặp người đó nói chuyện thẳng luôn. Người ta nói là thương em một phần đó. Thương em nói mua cho mấy bộ sạch chút. Nhưng mà sạch cũng không có được chứ. Chở cắt đá ra chở phải dơ hay liền. Chạy thì lấy cái chiều không về nhà mà cãi ngủ không cục đất không ngủ cái gì mà nói gì sạch là mình sạch. Bụi không vậy đó trắng giả luôn thì thôi bữa nay coi như là anh đốt cái đèn bụi của em đi những cái đó là những cái kiếm ra tiền của em nhưng mà nó cũng đã cướp đi cái cuộc đời gọi như là cái cuộc hạnh phúc của em và nó cướp đi một người mẹ của những đứa nhỏ thì hy vọng rằng là với cái ngọn lửa thiêu đốt nó đi á thì lần sau những cái gì tốt đẹp nhất đến em không còn nào gọi như là chấp phá đồ này nọ nữa mà nó sẽ đến với em một cách lành lặn ha. Đó là cái mà anh làm ý nghĩa cái clip ngày hôm nay để cho cô bác đồ nắm bắt. Còn những ai nói gì thì hề kệ họ thôi. Còn anh muốn đốt đi những cái gì mà nó liên quan đến cái ngày xưa ấy của em mà để cho em phải buồn tủi khổ cực này kia. Bây giờ là mình không còn những cái đó nữa rồi. Được sự cưu mang của cộng đồng, được sự trợ giúp của mọi người. Cao rồi 6 7 người luôn. Dạ đốt rồi. Buồn không? Là cái áo màu xanh đó hả? Áo xanh rách hả? Áo xanh rách là đầu tiên là Nhật Linh clip là cái áo đó là kỷ niệm á. Kỷ niệm luôn á. Nhưng mà mình không muốn những cái kỷ niệm buồn đó nó lưu giữ là bây giờ là mình sẽ qua một trang mới.
không, làm lại những cái clip mới tươi đẹp hơn, sáng sủa hơn. Đi vẽ bài tay luôn, dữ vậy, không một luôn. Cổ mà nó cứng như mày miếng mũ nữa, mồ hôi bôi vô cứng, ngắt luôn, mồ hôi luôn, nhặt không ra. Trời ơi, dính chết không rồi. Trời ơi, hoàn thành cái công việc của cô chú. Sao đây nữa? Cô chú cũng đừng có buồn nữa, hàng Nhật bây giờ là nó cũng cố gắng rồi, nó chung là ổn định hoàn thiện rồi. Rồi, còn một cái vấn đề nữa là anh Phương á có dự tính cho em là sẽ không nuôi gà nuôi vịt nữa. Mà chuyển qua nuôi con dê á. Dê quá. Em thấy ổn không? Dê hả? Ừ. Tại yêu dê gì làm đinh chuồng. Chuồng nuôi ra là tính gì cũng được đúng không? Cũng đã nói vậy. Thà vậy mua mẹ hai con heo luôn chung chuồng lắm sướng. Heo không có bằng con dê. Anh Phương anh nói rồi. Anh sáng nay anh qua anh coi cái chuồng trại rồi. Anh cái nhà bếp đó. Đó làm cái làm chuồng riêng. Thì nuôi hai con trong cái nhà bếp đó mà. Em chỉ cho nó cho heo ăn. Ừ, bệnh chửi. Cho heo ăn lá. Để thúi sao người ta chửi. Đồ anh đó nói rằng là không có thúi. Cực. Tròn không? Đúng rồi. Mà, mà anh Phương anh nói là anh có cách làm đồ hàng hết rồi. Được anh hỗ trợ. Nếu em có làm lại anh chỉ được cho nó biết làm. Thì em chỉ có là về hái lá đồ này kia cho nó ăn. Đó được, rồi được. Rào được quanh khu vực này nè. Em không biết làm chuồng. Rào được khu vực này mùa mưa á. Anh cho anh Phương sao hỗ trợ cho anh. Ở đó, anh nếu anh Phương chỉ thì em nuôi được. Nhưng mà nếu mình em là không nuôi không được. Thì anh sẽ cho anh Phương đấy nói chuyện với em để tư vấn cho em để em biết. Ông biết làm là phương án nuôi hai con dê là hợp lý. Ông biết làm chuồng sao, cao sao không? Mình đâu biết đâu. Còn chuồng ăn khỏi nói, lúc nào bụng cũng lo lắm. Anh sẽ dẫn mình đi ra cái chỗ mà mình ví dụ như có ai hỗ trợ, nếu mà chị Dân Đức Trình mà hỗ trợ cái vấn đề đó thì á là sẽ dẫn ra đó xem qua chuồng trại của nó như thế nào rồi về là anh Phương anh sẽ tạo điều kiện anh giúp mình cái chuyện đó. Ừ, cái nuôi dê kỹ lắm rồi. Đây dân mùng lum la luôn á. Ừ, ở đây tại vì không có núi đồi để cho nó leo. Dê thường thường nuôi đồ chứ leo, ở đây người ta nuôi theo cái kiểu là nuôi trong chuồng luôn. Trong chuồng luôn. Lâu lâu ví dụ như mùa nắng như này thì em thả ra nè. Còn em sẽ rào bên kia gà. Tối ngủ phải giăng mùng rồi nữa. Cho nó có một cái không gian ngoài đây nè, là ở đây mình sẽ rào mà. Rào lưới ha. Rồi dê nó ăn cỏ nè, nó nhăn ba cái đột đũa rồi. Đúng rồi. Có đũa đắng là đám luôn. Ở đây có một cái vườn nuôi dê mà. Có. Thì bây giờ người ta nuôi được thì mình nuôi được chứ có gì đâu, mình mua hai con. Nghe đâu có 4 triệu một cặp đó thôi. Một cặp hai con cái khi nào nó đến thời kỳ á. Bạn có mấy ký? À, 20 ký một con mười mấy ký rồi. Em về em nuôi để nó nhân giống á, em hiểu không? Một năm anh Phương nó đẻ 2 lần. Là nó được đẻ lần một con hả? Có thể là một lần 2 con, có thể là một con hên thì được 2 con. Thì mình nuôi như vậy đó, khi mình bán mình nuôi được khoảng 40-50 ký á là mình bán cũng được phải tầm cả 4 triệu. Theo gì nó bò ha. Bò thì bây giờ vốn không có. Bò cái vốn nó cao không? Lắm anh. Bò xíu đó. Con bò con nhỏ bây giờ nó bé nhỏ nó cũng mười mấy triệu, một chục triệu một con á. À là dê rẻ không? Dê nó rẻ hơn. Mà đó là mình nuôi để mình nuôi lâu dài á. Nuôi khi nào mà nó đến thời kỳ mà nó đi ngoại tình á là em dẫn nó ra bụi chuối cái là nó đẻ. Đẻ không? Đẻ chứ. Cái vùng đất ở đây là em nuôi hai con cái. Thấy không? Mà khi mà nó đến thời kỳ nó muốn đi theo cái á. Nuôi hai cái rồi còn đâu thì nhờ đâu nhảy. Thì vậy để anh nói hết. Rồi đến thời kỳ như là dê đi ngoại tình như dê khác đúng không? Em sẽ cho nó đi ngoại tình ở cái chỗ mà nó chuyên để sinh nở. Đúng rồi. Tức là anh Phương anh nói là có một cái điểm thả nó vô đó 1-2 ngày thôi là tự động là kiểu như nó ngoại tình với nhau á. Quất nhau đẻ. Nó quất nhau là nó đẻ. Mà anh nghĩ ở đây á con dê thì thường thường nó đẻ 1-2 lứa. Nhưng mà anh nghĩ em mà nuôi dưới cái bàn tay nhào nặng của em với cái kinh nghiệm từng trái của em thì 5-4 lứa. Đó thấy chưa? 5-4 lứa. Mảnh đất quá màu mỡ mà. Mát lắm luôn á. Mà anh cũng đang nói với anh Phương là đi vô nhà chơi đi con. Còn quá con ơi. Ê, dẹp nó lại đóng nhà này. Còn 7 kiếm vậy cho. Vô nhà đây. Ồn phim xíu rồi cứ ta. Đi. Biết ta. Là vô dắt em vô kìa. Vô nhà chơi đi. Đang một bài đây là cả con người ta đồng quá đồng đây. Anh đang nói là liệu chừng mà nó đẻ nhiều quá thì em có đặt vòng cho nó không? Dê đẻ đặt vòng chứ. À. Mà anh nghĩ ở đây á thì em có đặt vòng á thì đến khi mà nó dập á thì nó cũng bay vòng nó bung nè. Nó mạnh lắm. Con dê nó mạnh lắm. Dập tét vòng ha. Là em ngày xưa em cũng vậy rồi bắt đầu mới loại ra mấy đứa đó ha.
mỗi lần tắm xong quấn cái khăn chạy vô làm cái ạch cái dính ha, ạch cái ra. Đồ giật mạnh sao? Mạnh lắm anh. Sâu quá. Sâu quá. Rác thiệt chứ. Thôi nói chung là dê thì không cần đặt vòng đâu, người thì đặt vòng với dê đặt chi ha. Dê đẻ nhiều tốt. Nó đẻ được bao nhiêu mẹ? Đẻ nằm một tốt nữa. Đó, thì cô bác thấy anh em đang nói vui vui chứ cũng mong là mọi chuyện là nó như heo ừ. Heo xíu có bầu hết ta hả? Heo quá nó có bầu bụng tổ mẹ luôn. Heo heo đó bầu gì á? Mới chút xíu ăn no á, bụng nó no lắm. Em thấy rồi, thấy nãy có ra cái thăm rồi, nay nó bự mát tay á. Có muốn nuôi thêm không? Nếu nó nhanh bự vậy thì mày mua thêm mấy hai con. Nếu mày nuôi hai con bốn heo lũ chuồng rồi đúng bốn heo luôn mà mát mà lớn chuồng nó bự không? Nuôi bốn con được không? Được bốn con thoải mái. Chuồng nó bốn con thoải mái. Để anh coi tình hình như thế nào, anh mua thêm hai con heo với lại mua cho hai con dê đi ha. Dê khổ rồi, dê mua heo heo rồi, mấy heo đi nó gà gạo tảo ha. Con gà đông táo anh Phương cũng có nói rồi. Rồi vậy quá, vậy quá lấy không kịp. Để cái phương án mà anh lên cái kế hoạch nuôi dê với anh Phương á, thì để bữa nào anh Phương qua đây rồi anh Phương sẽ bàn bạc để đúng xem rồi. Anh tính coi là nếu mà hợp lý á. Dê vẫn nuôi. Nếu nói em đi làm tối ngày em không cũng quản lý được đâu. Xà luôn là nuôi heo này cho ăn được. Đâu có, nó cũng ăn còn giống như con heo thôi mà. Mà nuôi heo ngon hơn gì? Dê nó kêu la lớn. Đúng rồi, đúng rồi, chính xác anh. Là tức là con dê á mà mình cho ăn nó không có đúng cử á, nó đói á là nó kêu, tao nói là kêu điếc tai luôn. Nó kêu dữ lắm. Thì con heo này nó kêu sao? Heo nó đỡ hơn. Heo nó đỡ cái kêu hơn là mình có thể mình thảy đồ ăn vô cho nó. Là nó không có kêu nhiều. Rất là giật mình luôn á. Thằng mẹ hèn nhìn nó đẻ nhiều là đúng. Kêu biết ý cái gì. Em tôi dê mà. Trời ơi, vô luôn. Em tôi dê luôn cái mùi đó. Mà dê la dữ lắm. Không. Thế nuôi hai heo này bự rồi. Thì đó là đang tính phương án làm sao mà bốn con là ngon nữa. Lên cái kế hoạch lâu dài cho em để em kiếm tiền á, chứ mà không biết là mày tính làm sao cho nó hợp lý. Dạ em tính vậy sao không? Ổng luôn nè, cuộc sống như là ok luôn. Chào anh. Có tiền mua thêm hai heo nữa không? Người này năm gặp gà đông tảo rồi gà giống luôn. Với lại để tới mùa mưa các em đóng không lâu nữa chứ mà sáu cho con sống dài khỏe luôn. Là mua gà đông tảo mà heo là để dành tiền á, tới mùa mưa mình đóng không xô lôi. Đi buôn bán chất cá luôn, dù mà sáu cái con sống thẻ luôn. Còn riêng xe lôi thì anh Phương chị Hạnh chị cũng nói là đừng có mua cái xe lôi. Tại vì cái xe lôi về là em theo cái xe lôi nên em không làm việc gì được đâu. Đảm bảo luôn, buôn bán không phải đơn giản đâu em. Nhìn vậy đó, kiếm tiền vậy đó nhưng mà không phải đơn giản đâu, mà thời gian không có để mà bán đâu. Em bị thức khuya dậy sớm luôn đó. Riêng về buôn bán, kéo hàng đi bán. Sức khuya sớm em nó chỉ là khỏe rồi. Biết rồi nhưng mà con em bây giờ nó đang còn rất là đông, cho nên là anh nghĩ là em đi chợ hàng cũng có thu nhập đều đều rồi. Nếu mà ban ngày nó mà còn khi vô mùa mưa thì em biết chăm. Dạ tính rồi, sẽ lo khổ cũng được đúng không? Dạ chỉ cần với chăn nuôi em mua thêm gà đông tảo là với thêm mua hai heo dựng nữa được đúng không? Cái mua cái xịt khác xịt gì mà nó lớn sò hơn chích cá của lý. Mà người ta cũng nói là em nên bỏ cái nghề chích cá đi. Cái gì sống? Tại vì sao em biết không? Không phải vừa sắp xanh mà thứ hai nó rất nguy hiểm luôn. Em không đi mua cái xịt khác, nó có cái chế độ mà cho nó có chế độ mà vậy mà bấm sung đâu vậy? Em giật luôn, giật cũng nhả. Em thấy có bao nhiêu người chết vì cái xịt thì mấy người đó mới chích xô mới chết. Xong mới chết. Đừng có giỡn. Còn em đi ruộng đâu chết. Mày đi ra đó rồi bắt đầu là không càng nó dễ chết nhất. Không thấy về là coi như là các con cái gì mà nó điện có nó gì mà điện nóng điện lạnh gì đó. Nó chạy ngược chạy xuôi rồi nó không biết trước được đâu anh. Em nói thiệt. Nó còn nhỏ đi giật có chết đâu. Nói chung là người ta không nó nguy hiểm lắm. Thì thấy cũng ông bà cũng có. Mới đây có một cái cô gửi cho một cái đoạn video nói về chích này nè, xịt nè. Thì cũng sẵn đây cũng muốn nói với anh Nhật luôn á, là nãy giờ mình nhắc anh nhắc đến cái gì vấn đề thiệt xịt em mới nhớ đó. Đó đó, là có một cô mới nói á, là nói lại với bên chỗ Nhật đây nè, là coi như là coi chừng cái máy xịt á, là mới đây luôn vừa rồi nè, là cũng có cái người mà bị về cái vấn đề mà xịt cá đó, là coi như là đi chơi luôn rồi, đi bắn muối luôn rồi, thì giật quả gì đó, giật mày quả gì quả mẫu luôn. Chân mình thì giảm nước đúng không, chân giảm nước mà trên giờ kia mà mấy cái giờ công việc mà nó đi bị đứt cái trên nó cầm á nó giật thì đó. Nhiều người ta chích chạy chiếc ao với hồ thì nó ngập nước, cái hồ nó rất là nguy hiểm, ngập cũng xịt á, cái giật xong việc thì chết á. Chết thì cũng nghĩa điện là cũng tính đến cái phương án điện đó. Mình nó có 220 phải không, điện nó lên tới 400 mình tính đi đâu được nước ra thì thấy chưa. Em đã nghĩ đến cái vấn đề mà xui rủi nó xảy ra như vậy rồi năm đứa con rồi em như thế nào
Thì nãy giờ ông làm để đó cũng vậy. Thì mình mới phải tính cái phương án khác để mà mình làm cái lâu dài hơn. Tức là sẽ hướng cho anh là đi chăn nuôi. Đó. Chứ còn buôn bán anh nghĩ em bây giờ em không làm được. Để từ từ con cái nó lớn lên chút đi rồi làm. Chứ còn lôi dạ, đi tính rồi. Bán hỏi lâu không bán đi. Giờ chăn nuôi với mốt có người mua hàng mấy thả cá nuôi bán đi. Ở đâu? Cá người ta chơi á. Hồ đâu? Cá hồ bên chỗ nhà thường đó. Từ đó nuôi mưa ổng hạ ngay hậu mình mưa mưa không nuôi thối gì đâu. Chê á ra chợ mình lấy ba cái đầu cá thì thải ra hậu đất thành. Đi ngoài chợ với lại quay biết nhiều mớ cá nó vô kén rồi bán thầy chùm. Còn lắm. Vậy thì nuôi cá thì cũng được cho anh thấy cá thì vốn nó đâu có nhiều đâu. Không nhiều đó, cá chơi cá đâu vốn không nhiều. Ký mười mấy ngàn, ký mấy ngàn, một bịch ba luôn, hộ chừng chục ký. Về thả xuống đó rồi cái khi mình đi chích cá. Bỏ mồi cho ăn được. Mình mà đi chích cá, có cá ấy thì mình thay vì mình lấy mình nuôi mẹ này hồ đi cũng được. Chích nó đâu đi thôi. Nó an toàn hơn. Tôi thấy anh chích đi đêm mà chích cá mà đó đêm mà nguy hiểm lắm á. Phải đi kiếm ăn chứ. Cái thông báo này có đi kiếm ăn. Đỡ tức đỡ thêm cái nguồn mà tốn mua đồ ăn đâu. Che cái động tốt. Dạ chích người chích cũng sao đâu, cái gì Dũng ông đen đó đi chích cầm giỏ chích cũng hai người cũng đi cũng sao. Thì cũng là lấy lo lắng cho anh thôi. Đúng rồi, biết rồi. Đó, cái chuyện xui rủi nó chạy ra. Thôi cái chuyện nó không biết trước được. Nói cho anh để anh có cái mà đề phòng thôi. Mà anh nghĩ em nuôi heo thì em phải trồng thêm vài bụi chuối nữa. Mà khi mà có cây bụi chuối là anh à? Tháng mưa là nó rẻ ra hàng luôn chuối à. Rẻ gì không à. Cây để đọc khi mọc cái nhóc. Nhưng mà có cái bụi chuối nào mà giống cái bụi chuối mà cái ngày cô ấy ra đi chưa? Bụi đó. Có không? Gió đưa bụi chuối sao hè. Dẫn chơi một chút à. Em lại đi luôn. Đi luôn đi mà chung giảm hết nhớ luôn không còn cảm giác gì nữa chứ phải nó sợ nó thật sẵn luôn thiệt luôn á. Hôm nghe được clip mà nó quen cái cháu của người chú lên nói từ đó như xong rồi tình yêu đang như căng thẳng rồi cũng làm như là lúc cái tăng xong rồi em ơi. Chung giờ sống giờ ông còn không còn nghĩ đâu miếng gì rồi nhớ luôn thẳng luôn không ai nó giống sợ không còn nhớ luôn á. Là một con người máu lạnh như vậy không còn nhớ luôn. Anh đang còn nghe một cái tin giật gân đấy nè, nhưng mà anh chưa có kiểm chứng nên là anh còn chưa nói được. À một cái tin giật gân lắm. À nhưng mà đó là bí mật đi. Nhưng mà từ từ nó chưa có đầy đủ thật hay không, nhưng mà nó chưa có đầy đủ những cái thông tin để cung cấp cho cô chú bây giờ. Giật gân có đứt gân giật gân nếu mà phát hiện ra là đứt gân thiệt luôn á. Nhưng mà những cái đó là mình quen với ai con đến em liên quan thế này. Đúng rồi, câu chuyện của anh đây mà. Em mà đừng có mà cái chuyện mà liên quan từ nhỏ về nhỏ đó mà liên quan em là không cần thiết. Không cần biết. À. Nguyên nhân nó là xong. Ừ. Chỉ vì cái đó thì kệ bà đi, nó không cần biết. Cái gì em giờ đây, nó làm ăn kiếm nguồn thu nhập con gà này nọ ok. Nó sao nó chết sống bà, biết mà. Bị bệnh sida biết kệ. Là không ăn. Bệnh thôi. Là cái là không quan tâm nữa. Nó muốn làm sao kệ nó. Chứ mọi người vậy chứ sao cũng bệnh nè. Trời kiến bệnh. Rồi về thăm con lại cho về ông Minh Nhật. Có bình thường vậy thăm nó bình thường. Con nó đẻ ra mà em cho thăm. Rồi nó sinh nó xin nuôi đứa cho không? Không luôn, nó người vậy đâu 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 đi nuôi này được. Là coi như là cho về thăm thôi, chứ còn mà nuôi thì không cho. Ở thì thăm về thăm rồi đi, không cho ở cũng không cho nuôi đứa nào luôn. Là quyết rồi đó. Quyết. Đi là kia, mình đóng cột. Có thể đổi không? Nó về nhiều khi nó xuống nước rồi sao? Em nói vậy lúc nghe em quỳ lại em không chịu, không chịu mà. Một khi em quyết là không giờ em rút lại là nói em thẳng luôn đó. Em vậy đó, em hiền vậy đó. À một khi em buông rồi không giờ em lấy lại luôn. Em đạp lên không đạp nữa nào lấy lại. Nếu đúng thương người ta lúc khổ đặt mở giờ ông ở em để mà vượt qua đi mà bỏ đi giờ cứ thấy em cái cô bác cho em này đủ cái quay về làm sao không được anh sống dế sống gì nhưng mà nói đi cũng nói lại cũng nhờ nó ra đi mà em mới có được như ngày hôm nay đó đúng không trời chung là
chứ em sống mà em đi cần không cần giáo đi cần có nó nhà chăm sóc con em thì làm sao được chi điền chi ha điền chi vậy cần có mẹ chăm sóc cho, đi cho con chứ lên người lớn khôn người ta em đâu cần gì đâu mà nó cần vật chất hơn cần con em đi em lẽ giờ nó bậy mất công nghe nó chửi em thì nó bậy nói chung là mình nói vừa phải thôi nó nói đại khái vậy đó tâm của mình thanh tịnh bất cứ một cái vấn đề gì mình cũng có thể là bỏ qua không phải là không phải là em tức em hối anh hối tiếc gì nó em tức là tức giùm nó thôi đúng rồi đừng nghĩ gì mà một cái gì đó bảo bên ngoài mà từ bỏ năm đứa con ruột mình cắt rốn mình đẻ ra đúng không anh đúng chính xác như vậy chẳng hạn như thăm có cô gì mà liệt dựng trên trẻ nó có đúng. Con cái gì là một bên có ai giúp nước uống đâu có ai bưng vô đi đổ đâu có ai nấu cơm chín cháo ăn đâu không có con cái đó cậy người ta vui người ta làm ra bực người ta chửi lại luôn đó đó chứ bị khổ chưa rồi giống như là ở dưới cái chỗ của cái cô gì cái này á là cổ ấy có con ha đúng rồi đó là cho dù bà có con mà tàn tật cái mày bà vẫn vui có hai con mẹ mày còn hữu hỉ nhau đúng không cái đó là cho cái tấm gương nó nhìn vô nó thấy đó cho nó nhìn nó thấy cho mình không có cũ ông trộm cho con mình là như là cũ rồi đó. Là một trong những người đó là tương lai của nó sau này đó không phải giỡn đâu năm đứa con đẹp không bỏ đó bỏ đi xong rồi giờ nó bắt đầu phát sinh ra cái câu chuyện là bụi chuối sau hè lùm chuối sau hè em ơi xíu lại đi luôn rồi thì tình hình ngày nay là thôi sao lại không bàn đến chuyện nó cứ ngồi nước lại cứ nhìn cái cây chuối lại nhớ cái câu chuyện đó cái chuối là quái quái cứ nhắc tới bụi chuối là nhớ cái câu chuyện của chuối quái là nghe da đứng nha à da đứng nhìn đúng không đứng ăn chơi nhìn vô nhà lại nhìn thấy bụi chuối thấy quế vô nhà lại nữa nó sắp ra chặt thì nghe ôi mình còn hai heo mà dễ chặt đi ủ à giờ để dành đi là tức lắm nhưng mà nhớ hai con heo cho nên là không tính là tính sang bằng hết với bụi chuối rồi đấy chứ nhột khúc nhìn chơi vậy nó khác rồi nó nhìn thôi nhờ đó rồi cứ thấy bụi chuối bực nó sắp với cái dao chặt đi hai heo mà chặt đi ủ đây nha mọi người thì bây giờ xong rồi đó là gọi như là nó thành than rồi nha mọi người đốt xong xuôi rồi đó là không có ai mà nói tới nói lui nữa em có thể quay trở lại mọi người nha hết chấm hết từ đây chấm cắt đứt oh yeah thôi thì chấm đứt từ đây đó. Rồi rồi có gì không ai quan không ai lên nhận giải ta cái gì cái túi này sao anh ta qua mình lụm đó à cái túi này hả trong này có cái gì vậy ai biết đâu dạ à là mình mở ra mình coi rồi hen. Bạn dừng clip này ở đây nha. Không được. Thôi thì bây giờ cố gắng đi, anh thấy em cố gắng. Mấy ngày mai lo trong nội luôn. Cố gắng lên anh. Vừa mà vừa làm nè, mấy cái này nó ho ói nữa, giọng khớp nó rầu mà hụ bệnh nữa, biết cái ổng tình ổng làm sao. Ô, đi vô lửa cháy rồi. Đây vô. Ủa cháy kìa, phỏng giò bây giờ đó. Rồi, rồi nãy giờ thì Hải cũng đã có chia sẻ và gửi đến cho quý ông bà, cô chú anh chị mình cái thông tin về cái câu chuyện của bên Nhật. Nói chung thì nó cũng liên quan đến cái áo thôi. Đó là những gì mà Hải muốn chia sẻ gửi đến cho ông bà, gửi đến cho cô chú anh chị mình là những cái mà thực tế nhất, nó rõ ràng nhất và nó chính xác, chứ không có mà kiểu như thế này thế kia rồi cuối cùng để cho cô chú anh chị mình phát hiện ra là một cái điều mà mình lợi dụng vào đó để mình trục lợi hay một cái gì đó. Thì thực sự đó không phải là cái tính cách làm việc của Hải. Thì qua những cái video clip ngày hôm nay thì cô chú anh chị mình cũng đã hiểu một phần nào đó về cái công việc cũng như là cái tính cách của Hải. Thì hiện tại bây giờ dưới chỗ của anh Nhật này là chỉ còn có hai anh em là Hải với chỗ của anh Lực đang cố gắng hỗ trợ là cũng như là cập nhật những cái thông tin thường xuyên và chính xác nhất để chia sẻ gửi đến cho quý ông bà. Thì video clip của Hải đến giờ thì cũng khá là dài rồi. Thì Hải cũng xin kết thúc chương trình ngày hôm nay tại đây. Cũng xin cảm ơn quý ông bà, quý cô dì chú bác, quý anh chị mình đã đồng hành theo dõi video clip của Hải đến giờ phút này. Và yêu quý cũng như là mến Hải thì có thể cho Hải xin một cái nút like, một lượt subscribe đăng ký kênh. Đó là một điều rất là động viên tinh thần cho Hải. Cảm ơn cô chú anh chị mình rất là nhiều. Thì xin kính chào và hẹn gặp lại cả nhà. Hẹn cô chú anh chị mình lại những video clip sau nha. Xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.